Với phần thứ hai là về kinh tế vĩ mô Việt Nam 6 tháng đầu năm thì sao? Theo các tổ chức thế giới họ dự báo ấy thì đâu đó kinh tế Việt Nam nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 cho đến 6%. Hiểu không ạ? Và mục tiêu của chính phủ của chúng ta thì là từ 6 đến 6.5. Đúng không ạ? GDP cả một năm nay. Đó. Và đó. Thì chúng ta đang có một số những cái số liệu như sau. Chúng ta có GDP 6 tháng đầu năm thì là bằng 6,42. Đúng không ạ? Đó. Rồi thì chúng ta có CPI là 4,08 trong 6 tháng đầu năm. Thì về phần CPI nhìn này vẫn là đạt ngưỡng chuẩn đấy. Vì là chúng ta loanh quanh khoảng 4%, 4% đổ xuống mà san sát 4 như vậy là ok. Và tôi nhớ quý này thì nguyên trong cái quý 2 của chúng ta là nó đâu đó vào khoảng 4,3. Nhưng mà nó cộng với quý trước thì nó bình quân nó còn khoảng 4,08 đúng không ạ nhé. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta thì đạt uh, 368,5 tỷ đô tăng 15%. Trong đó xuất khẩu là 190 tỷ và nhập khẩu là 178 tỷ và chúng ta đang xuất siêu 11,63 tỷ. Vâng. Đó. Ngoài ra nữa thì sao ạ? Vâng, khách du lịch đến Việt Nam thì chúng ta thấy không ạ? một cái tỷ lệ khách du lịch chúng ta có khoảng 8 triệu, 8 triệu trên 8 triệu. Đúng không ạ? Tăng 58%. Trong đó đến từ hàng không thì 7 triệu, đúng không ạ? Đó, đến từ uh, gì kìa, đường bộ thì khoảng triệu 2 và khoảng 164.000 thì uh, họ đi qua gì biên giới. Đó, à đường biển xin lỗi. Ngoài ra nữa thì một số những cái hoạt động đầu tư thì uh, Uh, rất là khởi sắc Ví dụ như vốn thực hiện toàn xã hội thì nó rơi vào khoảng 1 triệu 451 nghìn tỷ Trong đó vốn nhà nước là 392 ngàn tức là đầu tư công đấy, Đầu tư công Khối ngoài nhà nước thì khoảng gần 800 ngàn Và vốn của doanh nghiệp nước ngoài thực hiện Thì là vào 200, khoảng 260 ngàn Đúng không ạ? Đó và vốn FDI đăng ký đăng ký vào Việt Nam thì là 15 phẩy 19 tỷ đô và thực hiện thực hiện nó chính là cái con số đấy 10,259 6 tỷ đô nữa và đó tình hình về phía doanh nghiệp thì chúng ta có 80.000 doanh nghiệp được thành lập mới đó Nhưng 39.000 doanh nghiệp thì làm sao chúng ta có quay trở lại hoạt động nhưng lại có 100.000 doanh nghiệp làm sao tạm ngừng hoặc giải thể đúng ạ tạm ngừng tức là nếu mà bạn so sánh thì thực ra nó một bên là khoảng 120, một bên nó khoảng 110, nó xem xem hiểu không? Đó, vâng. Rồi một chút cái thông số nhỏ về cái độ tuổi lao động, vâng, đó. Thế thì ngoài ra nữa thì có thu chi ngân sách các anh chị ạ. Thì cái kế hoạch của chúng ta trong năm 2024 ấy là thu 1,7 triệu tỷ và chi 2,11 triệu tỷ, 2,12 triệu tỷ. Trong đó thì 6 tháng đầu năm chúng ta đã thu được hơn 1 triệu tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ rồi. Nhưng mà ta mới chỉ có 803 gì ạ, triệu tỷ thôi. À xin lỗi 803.000 tỷ. Đúng không ạ? Đó mà kế hoạch là hơn 2,2 triệu. Muốn chi mà chưa chi được. Đúng không ạ? Và... Nào, giá vàng. Thế thì uh, kết thúc cái ngày uh, 30 tháng 6 ấy thì chúng ta có cái giá vàng đúng không ạ? Mua vào và bán ra thì nó là từ lần lượt là gì ạ? 74,98 triệu và 76,98 tức là chênh nhau gì ạ? 24 à, 2 triệu. Và cái mức tăng trưởng của nó trong 6 tháng đầu năm là tăng trưởng 24%. Đúng không ạ? Bình quân. Các anh chị có nhìn thấy cái biểu đồ đều không ạ? Đó, biểu đồ giá vàng đó. Đã có những lúc nó từng lên đến khoảng bao nhiêu đấy? mà vâng. 92 triệu Các anh chị ạ Mà sóng vâng. cũng như bất động sản nhỉ <laughs> Như chứng khoán ấy, nói thế là nó thế. Đúng không ạ Những các anh chị nhìn thấy từ cái thời điểm này không Thời điểm này theo các anh chị là bắt đầu từ lúc nào Vâng Bốn ngân hàng nhà nước tham gia bán vàng Bình ổn ngay Trước đây thì thị trường vàng giống như một số chương trình trước thì chúng tôi vẫn nói là cái thị trường vàng của Việt Nam thì nó được quản lý nó chỉ có mấy cái ông lớn thôi, có khoảng 4 đến 5 cái ông lớn. Và có 4 năm anh em thì tôi bảo nhau nó dễ mà. Thành ra là mỗi năm mà sóng cứ giật lên giật xuống thì mỗi anh em cất vài nghìn tỷ chơi, sang năm lại giật tí. Hiểu không ạ? Nó dễ kiếm mà, nó dễ. Và chỉ số giá đô la thì hiện nay về vấn đề tỷ giá là hết sức là căng thẳng. Và Bây giờ về cái tỷ giá đô bây giờ nó lên đến 24 phải rồi. Vâng, 26 rồi. Và nó tăng 5,64% trong năm nay. Đúng không ạ? Đó. Vâng, tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng tín dụng thì chúng ta có tăng trưởng tín dụng theo như thống kê của Tổng cục thống kê thì nó là 4,45%. Đúng không ạ? Tăng trưởng tín dụng tức là lượng tiền bơm ra nền kinh tế. Tuy nhiên huy động vào thì bao nhiêu ạ? 1,5 Đúng không ạ? Cái lượng huy động rất là ít so với lại cái tăng trưởng Bởi vì hàng tồn kho còn nhiều Nhưng mà nếu mà bạn đào sâu hơn kỹ một tí về những cái số liệu ấy vâng Các anh chị muốn thì sau các chương trình này chúng tôi sẽ có gửi cái tài liệu này đến tay từng anh chị một Và chúng tôi có phần bản thuyết minh Tức là nó chi tiết các số liệu nó dài hơn Chi tiết hơn nó khoảng Nó dài đâu đó khoảng 30 trang Đúng không ạ? Nó chi tiết từng phần một và nó kỹ lưỡng cái số liệu hơn Ngoài ra nữa thì bạn ạ Nhưng mà khi mà 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 làm cái cái bảng uh, nghiên cứu về cái tăng trưởng tín dụng ấy Thì nó như thế này Chúng ta thấy ở cái quý 1 ấy Thì đâu đó nó mới chỉ được uh, một phải Đến tháng 3 nó mới chỉ được 1,42% thôi Và tổng của cả quý là 0,26% sang tháng 4 nhách hơn một tí Tháng 5 nhách hơn một tí Đúng không ạ? 24 tháng 6 là 4,45 các anh chị ạ. Nhưng mà chỉ có 4 ngày. Vâng, 4 ngày tăng 1,55%. Bởi vì vào <laughs> Bởi vì vào ngày 24 thì ngân hàng nhà nước có nói rằng là đưa ra một cái cái thông cáo báo chí rõ ràng là tăng trưởng tín dụng của Quý tức là 6 tháng đầu năm của các ngân hàng Phải đạt từ 5 đến 6% Nếu trong trường hợp mà không đạt Thì ngân hàng nhà nước sẽ cân nhắc về việc Là có mở dùm tín dụng các năm sau hay không Tức là đánh vào việc là có tròn giữ dùm khoảng 14-15% hay không Thế là vèo cái 4 ngày cái là khác ngày Thế thì Các anh chị mới thấy rằng là Qua những cái điều này thì chúng ta mới thấy rằng là Bản chất các ngân hàng vẫn đang làm màu lắm Đúng ạ Họ có thể nhờ một vài những cái doanh nghiệp lớn Đến ký nhận nợ để họ báo cáo ngay trong vài hôm Nhưng mà sang quý sau chưa chắc nó thế đâu Nó gọi là xử lý kỹ thuật Hiểu không ạ? Xử lý kỹ thuật Đó. Ngoài ra nữa thì tổng dư nợ đối với nền kinh tế Đến hết tháng 6, đến cuối tháng 6 này Nó đạt ngưỡng 14,3 triệu tỷ Vâng và trong đó dư nợ về tín dụng của bất động sản thì đầu đó nó vào khoảng trên 3 triệu tỷ. Trên 3 triệu tỷ. Đúng không ạ? Nhá, tí tôi sẽ có cái phần sâu hơn. Vâng. Đó. Và về chính sách tiền tệ thì chúng ta có bàn hành về cái chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiệm vụ về chính sách tiền tệ năm 2024 để tháo gỡ khó khăn và ổn định kinh tế về sản xuất cũng như là chính sách về tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả đúng không ạ? Vâng đó. Về thị trường chứng khoán thì chúng ta đang có cái tổng vốn hóa của cái thị trường này vào khoảng 5,5 triệu tỷ. Hiểu không ạ? Các anh chị thấy không ạ? Nó đã từng lên 9,3 triệu tỷ. Mà sau 4 năm bản chất là số doanh nghiệp tham gia thị trường nhiều hơn. Hiểu không ạ? Đó. Nhưng đang nghe nó phải nếu mà tham gia không tham gia thêm mà giảm đã đành Để tham gia nhiều hơn nhưng vẫn còn giảm nữa Thì anh Trượng, anh chị cũng sẽ thấy rằng là Bản chất của nó nhiều khi nó cũng ảo lắm Hiểu không ạ? Nó cực kỳ ảo thế nên là Bạn nhìn kìa, nó từng lên 9,3 triệu tỷ xong nó xuống xuống Và ngay ở trong quý 1 Ngay ở trong quý 1 của của năm nay thì thị trường chứng khoán nó vẫn đứng ở ngưỡng 6,7 triệu tỷ. Bạn ạ. Mà chỉ trong có 2 tháng, 2 đến 3 tháng vừa rồi nó mất đi khoảng 2,6 triệu tỷ. Đúng không ạ? Bởi các quỹ nước ngoài họ bán ra hoặc là cái giá của tất cả các mã nó đào xuống rất là ác liệt. Đúng không ạ? Thời gian vừa rồi cũng là thời gian đen tối với anh em chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam thì như tôi đánh giá mang tính chất đầu cơ là chính đúng không? Ông nào cũng bảo đầu tư giá trị nhưng mà chả thấy bỏ sóng nào cả. Đấy. Và tổng số lượng tài khoản mà mở mới trong năm nay là 750.000 tài khoản. Và đến thời điểm hiện tại thì cái số tài khoản mà đang giao dịch trên thị trường vào khoảng 8 triệu. 8 triệu. Mà Việt Nam mình thì có 100 triệu dân. Mà 52 triệu là độ tuổi từ 15 trở lên độ tuổi lao động ấy, từ 15 cho đến 60 Thế mà có tận 8 triệu tài khoản là chứng tỏ cũng ác liệt đấy Hiểu không ạ? Nếu mà 8 trên 5 thì là bao nhiêu nhỉ? Thôi mình 8 chia cho 4 đi Thì nó khoảng 20% dân số mà ở độ tuổi mà đang lao động kiếm tiền Tức là tuổi từ 23 trở lên đấy 20% chơi chứng khoán đấy Kinh phết <laughs> Thiếu người già và trẻ em nữa thôi Đúng không ạ? Ok về mặt chính sách đối ngoại thì chúng ta vẫn duy trì, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì được những cái chính sách đối ngoại và chúng ta giữ cái quan hệ được rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta có cái câu chuyện từ năm ngoái từ ông Biden ở Tập Cận Bình hay là gần đây chúng ta có Putin. Các anh chị thấy đều là các cường quốc cả. Nhưng mà kiểu gì cũng phải sang thăm Việt Nam tí. Thì các anh chị mới biết rằng là cái vị thế chính trị của Việt Nam nó lớn như thế nào hiểu không ạ cực kỳ lớn và quan trọng nhưng nó giống như việc là nhà bạn mà có con gái đẹp ấy thế là cả làng cả xã nó suốt ngày nó chỉ đến thôi mà bây giờ mà bạn gả con gái bạn cho thằng khác là chết với nó đấy nên là Việt Nam mình nó mới để ra cái ngoại giao cây tre rất là phải khéo léo khôn ngoan không là thành Ukraine ngay hiểu không ạ mà bây giờ thành Ukraine thì chắc là nhiều anh em lại đi du lịch ngày không ở trong nước luôn Bên đấy giờ là nó bắt ra trận hết Chỉ có phụ nữ trẻ em là di cư thôi chứ còn thanh niên là kể cả trong độ tuổi lao động Chứ 60 trở ra các thứ là trò vác súng đi chiến đấu hết Hiểu không ạ nhá Đó. Thế nên là phải hết sức ca ngợi đảng và chính phủ khi mà chúng ta không bị ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị mà chúng ta lại vẫn còn gì ạ? giữ được ngoại giao tốt đấy là cái hết sức khôn khéo của, gì ạ? của về phía là các vị lãnh đạo mà đứng đầu thì là chỗ tổng bí thư chỗ bác nguyễn phú trọng đúng không?